sao xuân sao trong nắng mai, một ngày ngọt ngào dành cho anh. Ha 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 ha. Ôi tình yêu cho anh một thiên đường, ôi tình yêu đưa anh vào hạnh phúc. Em và anh yêu thương và hy vọng, yêu nồng say bên nhau tình yêu ngất ngây. Ngày vui hạnh phúc có em và có anh, bên nhau ta ước thề mãi yêu và yêu mãi, yêu thương trọn muôn đời. Ha 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 ha. Ngày vui hạnh phúc có em và có anh, bên nhau ta ước thề mãi yêu và yêu mãi, yêu thương trọn muôn đời. Rồi.
Alo, dạ kính thưa quý vị quan khách. Yeah.
Đầu năm
mùa lá rộn rào nợ như đón chào, nhờ anh tiên đoán năm nay duyên nợ thế nào. Phận nghèo chẳng dám ước ao, chỉ cần tình nghĩa với nhau, nếu ai tâm đầu ngỏ lời làm nên ra anh ngẫu. 12 con giáp em đây cầm tình quý mùi, đúng rồi, em cầm không tay anh đón năm nay duyên lành đến rồi. Thì không gặp chồng hiền đức dễ thương, tuổi này thì số lắm con, muốn cho vuông tròn thì anh môi giới môi mai đưa đường. Người ơi quê quán nơi nào giàu nghèo, tuổi tác nè bao lớn sang hèn thế nào anh? Anh ta khoảng chừng 30 mấy, quen lắm nhìn xem em biết ngay, chẳng ai xa làng người ấy chính là anh đây. Tài năng tiên đoán như anh thật khôn khôn quá trời hả? Tình duyên đưa tới em ơi, duyên định sẵn rồi. Dẫu thì ngày cưới sẽ vui, nghèo thì đại khái thế thôi. Thế gian ai cười đầu năm lớp cứ cuối năm thêm người. Dẫu thì ngày cưới sẽ vui, nghèo thì đại khái thế thôi. Thế gian ai cười đầu năm lớp cứ cuối năm thêm người. Dẫu thì ngày cưới sẽ vui, nghèo thì đại khái thế thôi. Thế gian ai cười đầu năm lớp cưới cuối năm thêm người. Hôm nay
một tình yêu chân thành ấy, họ đã làm lay động trái tim của hai đấng sinh thành. Và để rồi hôm nay, hai gia đình chúng tôi đã quyết định chọn ngày lành tháng tốt để kết tóc xe duyên cho đôi trẻ được nên nghĩa vợ chồng. Và hôm nay, ngày 1 tháng 6 năm 2018, nhân ngày 18 tháng 4 năm Mậu Tuất, gia đình ông Hà Văn Gấu và bà Đàn Thị Cẩm Hồng cùng với gia đình ông Lê Văn Dũng và bà Phùng Thị Giang long trọng tổ chức buổi lễ chu quy cho hai con cô dâu Hà Thị Cẩm Nguyên, thanh niên cùng chú rể Lê Hùng Cường. Và một lần nữa chúng tôi trân trọng kính mời tất cả quý vị quan khách cùng nhau hướng mắt về phía sân lễ để cùng chúng tôi chia sẻ những niềm vui, những niềm hạnh phúc thật lớn lao trong ngày hôm nay. Và chương trình nghi thức lễ cưới sẽ được phép bắt đầu. Kính thưa quý vị thân mến, trong ngày lễ vô quy hôm nay chúng tôi xin được long trọng kính mời và giới thiệu ông Hà Văn Gấu và bà Đàn Thị Cẩm Hồng là thân sinh của cô dâu, chúng ta cùng nhau tiến về phía sân lễ. Những yêu thương đến cùng chúng tôi chào đón đôi quyên ương đẹp nhất trong ngày hôm nay. Và xin được trân trọng giới thiệu cô dâu Hà Thị Cẩm Nguyên và chú rể Lê Hồng Cơ. Thưa quý vị, họ đang cùng nhau tay ấm lấy bàn tay và cùng nhau giữ chặt những bước đi hạnh phúc đầu tiên trong cuộc đời của mình. Này chúng ta có thể cảm nhận được một không khí vô cùng vui tươi, ấm áp và tràn đầy hạnh phúc. Và chúng ta cùng chờ đợi là cùng nhau trong tay đi dưới con đường, là cùng trao cho nhau ngòi môi hôn, là vòng tay yêu thương ôm mãi không rời, từng phút sẽ tuyệt vời. Yêu là ngày em bên anh không chỉ yêu thương, từng buồn lo trôi qua con. Thưa tất cả quý vị, công đức sinh thành của cha mẹ được ví như sông sâu bể rộng, khi con vừa cất tiếng khóc chào đời, niềm vui của cha mẹ chỉ có thể diễn tả bằng những giọt nước mắt hạnh phúc.
Và rồi từng ngày trôi qua, chứng kiến con đường khôn lớn trưởng thành. Và để rồi hôm nay, niềm vui ấy, niềm hạnh phúc ấy càng lớn lao hơn khi họ đã chứng kiến được con mình chọn được một bến đỗ yêu thương, xây đắp cuộc đời hạnh phúc đến mãi ngày sau. Và trong ngày trọng đại hôm nay, chúng con sẽ được nguyện sống trọn đời hạnh phúc thủy chung bên nhau và sẽ được kính dâng đến cha mẹ những ly rượu tình, ly rượu hiếu để phần nào đáp đền lại công ơn sinh dưỡng ấy. Và một lần nữa thì xin được mời Tân Lan, Tân Lương chúng ta cùng nhau dâng rượu cho. Và trong giờ phút này thì mình sẽ được mời Tân Lan và Tân Lương mãi mãi bên nhau trong năm hạnh phúc. Nào quý vị, chúng ta cùng nhau nâng ly. 1, 2, 3, 4. Hồn của tình yêu. Và bây giờ thế này, mời nhà công cho tôi một bài nhạc thiệt là dài. Bây giờ chúng ta quy định hai bạn này hôn khi nào hết nhạc là nghỉ hôn, chịu không quý vị? Nếu mà đồng ý vỗ tay cái khoai. Và bây giờ anh đếm 1, 2, 3 là bắt đầu hôn nha chú rể. 1, 2, 3, hôn. Khi hai gia đình đến đây là dài, qua đêm dài, ôi chị khôn đầu. Tôi xin được cảm ơn tất cả quý vị, cảm ơn những tràng pháo tay, những tình cảm mà tất cả quý vị đã dành tặng cho tất cả chúng tôi. Và một lần nữa, mình xin được phép đại diện cho gia đình. Everybody fucking jump.
thu quý thu khô, vợ như là cơn gió đưa anh đến nơi xa, vợ là một chút men say, vợ là hơi ấm bàn tay, vợ là áng mây bay làm lòng anh ngất ngây, vợ là bác sĩ chăm ta, vợ là nụ là hoa, là một khúc dân ca la 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 la, vợ là cả những vần thơ, vợ là cả những giấc mơ, vợ ơi vợ ơi vợ ơi ơi, anh yêu vợ suốt đời, thật là hạnh phúc khi có em trong đời, thật là niềm vui khi thấy em luôn mỉm cười, chẳng có gì bằng đâu khi chúng ta bên nhau, cùng xây hạnh phúc trọn đời mai sau. Bằng đâu khi chúng ta bên nhau, cùng xây hạnh phúc trọn đời mai sau. Oh!
Thì đông mẹ chồng em dâu biết
con thơ trường, giữ gìn tiếng sạch trong danh giá ta tùy chung. Học hành đi nghe con gái mẹ ngoan, mai kia mốt nó còn đi lấy chồng, dăm ngàn thân gái đục trong một lần sẽ hoa pháo hồng, suốt đời khắc ghi trong lòng. Đứng gần vô với bà ngoại coi bà. Cái tài cái phía sau cao lên xíu chị thấy.
Rồi thấy có ly trong á. Cái bài trong á. Rồi chào. Rồi rồi rồi, hai bà nhìn đây giùm con nha bà ơi. Rồi, cô dâu ơi, từ từ làm chị nha. 1 2 3 nè. Rồi hai bà đụng ly uống nếm môi cái đi. Nếm môi thôi. Cái đùi với con cái đùi đùi hút ra. Dạ đưa lên có hình chậu hút luôn rồi kìa. Cho cháu nó xá hả lại. Cho cháu xá cái đi. Không, con đứng ngang bên kia kìa. Rồi, ngang ngang vậy cho thấy mặt. Rồi, mốt hai cái thôi, đừng có mốt nhiều. Bây giờ hai bà có cái gì nói với cháu đi. Cho tiền cho ông. Cái chuyện đâu để ông để tiền. Cái chuyện đó tôi nhắc hết trơn á, không có chạy không gọi với tôi đâu. Nè, cậu ba gửi 1 triệu. Cái gì đó? Để. Rồi, để. Để tôi thu cái tiếng bà vô. Thấy hình như trong dây, trong dây tổ là còn trong dây chuyện nữa. Lâu ra con mày, lôi cầm rồi, xong hết rồi phải không? Rồi. Lôi cầm tiền nha. Rồi, xong. Bà cháu hơn thôi với bà mừng á. Cho mời cha trước, mời cha trước. Ủa con trai thua mà lẽ gì vậy? Anh nhận tay, chị nhận giùm tay. Đứng gần giống như mẹ. Con ly cho con cao lên xíu cô dâu ơi. Rồi đúng rồi, rồi rồi hai bác trên đây ba nghe rồi. Cô dâu ơi, tôi chị nhà 1, 2, 3 nè. Trời ơi, đếm tiền nè. Rồi hai bà đụng ly uống miếng đi. Cô dâu ra phía sau lưng mẹ đứng. Phan phan, cho con nó lại hay xá. Chịu đưa đâu, chịu. Bây giờ cho nó lại hay xá, ý anh chị. Lại đi. Bước che lại. Con bước che lại, bước che lại nữa. Xá đi, xá đi, lấy tiền. Xá phải không? Rồi xá, chung tay xá hay xá con. 1 cái nữa. Xá rồi. 2. Rồi đủ rồi. Cô dâu ơi, rồi 1, 2, 3 nè. Chậm chậm nha, còn quay phim nha. Quay cái vấn đề này còn lâu lắm nha. Cứ từ từ lên nhờ. Trời ơi, ông đã cháu quần ông. Cháu cái gì trời. Xong thấy em quần ơi. Bỏ ra. Rồi. Rồi. Kêu bằng cái gì đó, mời. Cái tay ông để đầu gối thôi, cái gì ông bẩm cu quầy ông nội. Nhận một tay. Đúng đấy. Chạy. Rồi, nhận một tay để đồ gói cho con nha. Rồi, đúng rồi. Rồi, thẳng cái máy cho con nha. Rồi, tươi nha. 1, 2, 3 nè. Rồi, hai bà đụng ly uống đi. Nếm môi tỏ tình với cháu thôi, nghe đi. Đốc liền. Xá đi con. Múc liền hai cái. Múc liền hai cái. Phan ngồi im đi chị. Múc. Rồi xong. Rồi. Má vừa uống rượu đi cho tiền. Đấy bạc bà cũng kìa. Bao nhiêu nói rồi đặng ta thu vô. Nè nè, uống rượu ha. Rồi nhìn hai tên pha cô ơi. Rồi nhìn thẳng đây nè, nhìn thẳng máy chụp hình nè cô ơi. Rồi tươi nha. 1 2 3 nè, cứ tươi nè. Rồi. Rồi bước ra 6 liền con. 1 2 1 1. Tự ơi. Rồi xong rồi chị. Đó thấy chưa? Rồi rồi. Rồi nhìn thẳng đây rồi anh ơi, anh nhìn thẳng đây em nha. Rồi tươi nha. 1 2 3 nè. Rồi. Yeah, là múc con mốt đứng đó rồi mốt. Lấy tiền đó. À. Rồi. Rồi cháu nhiều nói lớn lên. Cháu chưa có lấy gì à? Cháu tư chưa lấy ra. Từ mời mời tư. Cháu 2 triệu. Ủa. Con. Yên tâm đi. 2 triệu đi. 4 đứa là 8 triệu, tiền vợ nữa là 10 triệu. Yên tâm hút cái một đứa 10 triệu. Xong. Ba bye bye. Rồi rồi, nhìn đây nè, anh chị ơi, rồi tươi nha. 1 2 3 nè. Rồi tươi lên coi. Xá liền con. Nhiều cái quạt nó muốn làm gì thì phần đi vào nhiều nữa nè. 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 Nè.
Sinh ra là nói ra dạ cô. Rồi cầm. Dòng họ là đi nghèo rồi. Rồi cầm nghiêng cho đây, chành miệng chửi con. Chành miệng chửi lên. Rồi nhìn chị này cô dâu ơi. Chưa nha, hai ba nè. Nghiêng cái gì ạ? Nghiêng dễ lắm. Rồi này dì Hầm là bước qua nè, hung con cái đây, bước qua hung con nhẹ cái đây. À, hung mẹ cái con, hung mẹ cái con, hung mẹ cái. Bye.
từ khi con theo chồng xa ruộng đồng về miền đất hứa, bỏ lại bên sông con nước lớn nước ròng. Thương quá mẹ hiền ngày tháng gieo nghèo, nắng sớm mưa trưa tần tảo trên ruộng đồng, con theo chồng lòng mẹ ước mong. Khổ cực bấy nhiêu mẹ cha cũng vui lòng. Ôi lấy chồng đi xa, tuy người ta thương yêu mình lắm, có những đêm nằm khóc âm thầm, lòng nghe xót xa nhớ mẹ thương cha. Làm sao con về nhà, mong nhớ ngậm ngùi ngày tháng đông đưa, hết nắng sang mưa cũng đã bao mùa, chưa một lần về lại bên sông để mẹ thương mong cha nhớ ở trong lòng. Mẹ buồn vì nhớ thương con, cách núi ngăn sông từ khi con theo chồng xa ruộng đồng về miền đất hứa, bỏ lại bên sông con nước lớn nước ròng. Thương quá mẹ hiền ngày tháng gieo nghèo, nắng sớm mưa trưa tần tảo trên ruộng đồng, con theo chồng lòng mẹ ước mong. Khổ cực bấy nhiêu mẹ cha cũng vui lòng. Ôi lấy chồng đi xa, tuy người ta chút hương đôi môi thật mềm ngọt ngào.
xa, mình chỉ cần nhau thôi.